nói chị smell good đó. Hai tiết chợ trời này gọi là nước miếng nha cả nhà. Mira. Nước miếng nha cả nhà. Hôm nay đẹp trời mình đi uống nước miếng. Come here, come here. Đây là cái máy xay nước miếng. Sugar cane in America. Yeah. Salem, New Hampshire, right? Yeah. You take it home too. No, well, I drink it like you want one. One no ice. One no ice. Right? Yeah. Okay. I drink the coconut water and I get it. Wow. He have a lot there. Oh, I got more. Really? You need to hire me working here. Yeah, you need a job. Do you buy what you had in? In my country. Oh. You go Asian market, they sell it. Which market? Asian market. Asian market. Got it. Yeah. Thank you. You go American market? No. No. Here for you, right? It is for me. You want one? Yes, yeah, okay. It's very good. Okay. Oh, we know about sugar cane. Okay. Oh, okay. Well, they here first. Oh, so okay. Sweet. And we have coconut trees. Oh. Give me another one of this. For what? So nice, everyone here. We just climb a tree and we go in the backyard and cut a cookie. Oh. In America, you're gonna buy it. So you go Florida and we plant this in Florida. Oh, yeah. So nice. Nước mía nha mọi người. Nước mía. Thank you. The store here. Ah, trời ơi. Okay, you gotta give me one of these. Nước miếng nha mọi người, nước miếng ở Mỹ. Hi, baby. Nhung chí ha. Yeah, that's why I enjoy my jelly right there. Thank you. Huh? Nước miếng, nước miếng. Nghe đây, đang chuẩn bị uống nước miếng nha cả nhà. Thank you. Nhung mui đài luôn. Ah, okay, one more. Yeah, hả mấy. You want another one with ice? Yes, another one. Cả nhà hôm nay đi chơi chơi uống nước mía này. Ngồi, không cảm thấy. Thank you, bye guys, have fun. Okay, I'm going. Yeah, I will come. Okay, đi còn đi. Trời ơi, có gì nào tôi đổ đi nước mía không? Thôi mọi người, hôm nay đi chợ trời vui lắm nha cả nhà. Kẹp ngay dưới, ngay, ngay em không á. Không phải ngay, ngay nách em là ngay. Không phải vú thôi, không phải nách, không có bị hôi nách đâu cả nhà. Nước miếng nha. Mọi người ơi, chợ trời vui lắm, để em quay vòng cho cả nhà coi. Em mở cửa xe, chị bỏ lên xe đi, em quay vòng nữa. Em đang làm livestream. Quay cho cả nhà coi nha mọi người. Đi chợ trời ở Mỹ chỉ có bán thứ bảy chủ nhật thôi, nhưng mà người ta bán một viên một năm luôn, cho nên tha hồi đây thứ bảy các bạn lên đầu xe quá trời luôn cả cái nhà. Vô được hả? Ok. Ê, có đi nữa không? Nè bỏ đây nè chế. Có đi nữa không? Giờ mấy giờ rồi? Sớm hả? Để em quay vòng đã. Quay cho cả nhà coi. Cái chị này bán hàng rất là dễ thương quá, mình thích luôn á. Quay live stream cho mọi người tới đây nè. Đó, cả nhà bán quần áo, mọi thứ nè. Thấy không cả nhà? She says she's so cute.
Mọi người có thể tới đây mua hàng nha. I will live stream for my fan and they comment. Good. Cái người bán tôi dễ thương luôn á, muốn sao cũng được hết á, coi hay không coi hay gì cũng được hết á, rất là dễ thương luôn. Bán quần áo nè cả nhà. Giá cả rất là ok nha, 10 đồng. Đó cả nhà, 10 đồng. Giá nè. Rất là đẹp luôn, mọi người có thể tới đây tham quan giúp chị ha, mua giúp chị. Mua đồ giúp chị, rất là dễ thương. Tất cả các loại hàng hóa, quần áo. Dán rẻ nữa, dễ thương nữa. Giỏ sách, túi sách mọi người tới đây mua nha. Mình hay tới đây lắm, chị rất là dễ thương, chị bán hàng vui vẻ. Chị nói là muốn coi cái gì thì cứ mở ra coi đi, không that's ok, không có sao, không có sao hết, no problem. It's ok. Chắc mình không kiếm mua cái giỏ nào mình xách nha. Cái nha. Dạ không, dễ thương không? Cái giỏ này nó có cái túi nữa. Hết. Dễ thương quá trời. Mình không thích nên nó đen. Nó đen quá. Rất là đẹp mà nó đen thùi. Kiếm cái giỏ là màu sáng sáng. Đây cái túi sắt. À. Trời ơi, nó có lại. Nhìn cái này. Túi lấu nè. Okay, xin chào cả nhà, mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Đi quay trời trời gì lâu rồi không có quay cho cả nhà coi nên mình đi coi thôi. Quay cho mọi người coi. Bye bye cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye cả nhà. Bye bye.